báo chí hay dùng cái ngôn từ là tư duy nhiệm kỳ. Các bạn dùng ra điều này, đó 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 là một trong những cái cách mà mình có hay nói. Tư duy nhiệm kỳ nghĩa là sao ạ? Cái anh nào đó ảnh lên đúng cái nhiệm kỳ đó thì ảnh chỉ biết là làm cái nhiệm kỳ ảnh cho nó có thành tích là được rồi. Ảnh bất kể cái thế hệ sau ông đó nó như nào. Và một thời chúng ta hay ca thán rằng là anh này có tư duy nhiệm kỳ, làm ăn theo cái kiểu nhiệm kỳ không có đạt. Thì ra kinh doanh và khởi nghiệp chúng ta cũng không có được tư duy theo cái kiểu ngắn hạn và nhiệm kỳ nó như vậy. Các bạn hình dung ra cái ý của mình nói chưa? Nghĩa là bố mẹ của chúng ta cũng vậy các bạn thấy không ạ? Bố mẹ của chúng ta vậy, ở nhà chúng ta cũng vậy. Bố mẹ chúng ta thường hay như thế nào ạ? Tao lo cho mày ăn học cho tới đại học thôi, rồi mày muốn làm gì mày làm. Thế là ráng cố gắng thì ok, lo cho con đi học hết đại học rồi xong. Các bạn thấy không? Bố mẹ cũng hết tầm nhìn luôn. Các bạn thấy không? Bố mẹ hết tầm nhìn luôn. Ok, bạn học đại học ra là bạn tự bơi. Bố mẹ cũng không có định hướng về nữa. Vậy nghĩa là các bạn đã đạt rồi, đạt được cái tầm nhìn của bố mẹ rồi. Nên là chính những cái tư duy đó nó ăn vào trong máu của các bạn, phải chi mà bố mẹ bạn có cái tầm nhìn rộng rộng rồi không? Tôi lo cho mày để khi nào mà mày khởi sự doanh nghiệp thành công, mày kinh doanh thành công, các bạn hiểu ra điều này thì các bạn thấy cái tầm nhìn của bạn nó khác không ạ? Vậy thì bây giờ mình rút các bạn một cái như vậy nè. Muốn ra khởi nghiệp chúng ta cần phải có tư duy vừa ngắn hạn và vừa dài hạn. Ngắn hạn là nó như thế nào? Nếu mà bạn ra khởi nghiệp mà trong túi bạn không có tiền thì bạn, cái ngắn hạn của bạn là bạn cần phải có tiền đã để các bạn sống một ngày, và cần phải có một quỹ thời gian dài hạn để chúng ta gì ạ? Để chúng ta set up cái việc kinh doanh của chúng ta nó thành công. Bây giờ mình ví dụ với các bạn, có một bạn, bạn còn rất là trẻ, ok chưa? Bạn còn rất là trẻ thì năm nay bạn mới có 21 tuổi thôi, thì bạn cũng trong túi bạn cũng không có tiền, và bạn vừa có cái tư duy setup ngắn hạn và vừa có tư duy dài hạn, nghĩa là sao ạ? Bạn dành toàn bộ quỹ thời gian của bạn một ngày 15-16 tiếng cho khởi nghiệp, thì 4 tiếng và 5 tiếng mỗi ngày là bạn đi tạo ra tiền để sống. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Nghĩa là bạn tập trung vào những cái ngắn hạn trước, tạo ra tiền để sống là bằng cách là bạn đi bán nem. Buổi tối là bạn đi bán nem, bạn đi buôn bán sang một số sản phẩm ở cái quán nhậu á, để một ngày trung bình tạo ra cho bạn khoảng 500.000 để bạn sống. Cái dài hạn của bạn, cái thời gian còn lại hơn 10 tiếng đồng hồ còn lại á, là bạn tập trung vào mỹ phẩm của bạn. Bạn xây dựng một cái công ty mỹ phẩm của bạn thì rất là tuyệt vời. Cái mỹ phẩm là cái dài hạn, một cái to lớn của bạn. Bạn lấy cái ngắn hạn để bạn nuôi cái dài hạn, các bạn vô rất là tuyệt vời. Sau 6 đến 7 tháng thì mình thấy bạn đã như thế nào ạ? Đã ra được cái bộ mỹ phẩm cho mình 5-6 sản phẩm rồi, rất là đẹp, bao bì đóng gói rất là đẹp, và bạn đang bắt đầu có những cái khách hàng đại lý rồi. Các bạn nhận ra điều này chưa? Buổi tối là dùng cái quỹ thời gian để gì ạ? Để lo cho cuộc sống, còn ban ngày là dùng quỹ thời gian đó để lo cho việc khởi nghiệp dài hạn. Vậy thì nếu các bạn có tư duy ngắn hạn cái đầu với dạng ban ngày bạn chưa có tiền thì bạn đi làm cho công ty để bạn kiếm sống. Các bạn hình dung ra điều gì? Nó tạo ra bạn là mức lương 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 10 triệu gì đó, đó là sống. Thì buổi tối các bạn dành thời gian 4 tiếng còn lại để các bạn chuẩn bị cho việc khởi nghiệp, tính cho lâu dài, quy trình là 2 năm, 3 năm, 5 năm. Có nhiều người ra khởi nghiệp tư duy rất là ngắn hạn, chừng nào làm cho công ty nó chán lắm rồi, hoặc là bị công ty ép chịu không nổi, nghỉ ra rồi mới đi khởi nghiệp, rồi tiền đâu bạn sống. Rồi bạn khởi nghiệp bằng cách nào? Bạn thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm, bạn khởi nghiệp bằng cái cách nào? Chúng ta cần phải có tư duy ngắn hạn và tư duy dài hạn. Có những người thì tư duy ngắn hạn quá không có làm việc được, và khi có tư duy dài hạn thì chúng ta phải kiên trì để chúng ta đi hết cái con đường đó. Ok chưa? Nghĩa là chúng ta cái gì ngắn hạn là cái trước mắt, còn cái dài hạn là cái lâu dài. Một người ra khởi nghiệp luôn luôn có cái tư duy đó. Ngắn hạn là đảm bảo dòng tiền để chúng ta sống, dài hạn là đảm bảo để chúng ta phát triển. Kể cả khi công ty các bạn phát triển, các bạn cũng cần có kế hoạch. Trước mắt là chúng ta đạt mục tiêu những doanh số, nhưng mà dài hạn công ty chúng ta nó sẽ tiến tới kinh doanh những lĩnh vực gì, nó lên những cái tầm cao gì. Tất cả các công ty thành công nó đều có tư duy ngắn hạn và tư duy dài hạn hết. Vậy thì bây giờ bạn hãy ngồi xuống lấy giấy ra ghi. Ok chưa? Một ngày bạn dành quỹ thời gian cho ngắn hạn bạn là bao nhiêu? Trong 3 tháng nữa mục tiêu của bạn nó là cái gì? Đó là ngắn hạn. Bạn lại ghi tiếp. 3 năm nữa bạn muốn gì cho cuộc đời của mình? 5 năm nữa bạn muốn gì cho cuộc đời của mình?
Những người có tư duy ngắn hạn là họ luôn luôn nghèo. Ok chưa? Ví dụ người đi bán vé số, những người đi bán hủ tiếu gõ, các bạn vô một ngày đó bạn họ bán được 200 tô hủ tiếu là họ vui rồi. Một ngày đó họ bán được 200 tờ vé số là họ vui rồi. Họ về nhà họ nghỉ. Ok chưa? À, các bạn thấy không? Còn khi các bạn là chủ doanh nghiệp, cái ông chủ nào cũng ra mục tiêu cho cả năm, 2 năm, 5 năm không à. Thì những doanh nghiệp đó nó lớn rất là nhanh. À, trong cuộc sống cũng vậy, nó theo quy luật tự nhiên mà. Rau muống, các bạn trồng rau muống cứ 18, 15 ngày, 18 ngày thu rồi. À, các bạn hình dung ra điều này chứ. Cái cây rau muống nó cũng có tiền, nhưng mà các bạn làm rau muống là các bạn đầu tắt mà tốt đó. Các bạn không có khá hơn được. Các bạn trồng lúa 3 tháng 5 tháng thu rồi. Ok chưa? À, làm lúa cũng đầu tắt mà tối, nhưng mà nó đỏ hơn là làm rau muống nhiều. Nhưng mà các bạn hình dung các bạn trồng cao su đi, cao su tới 5 năm mới thu hoạch, mà các bạn thấy thu hoạch cao su là thu rất là dài hạn, mười mấy năm vậy đó. À, các bạn như là từ cái người làm cao su á, các bạn thấy cái đời sống kinh tế họ nó sẽ khác liền. À, các bạn thấy cái đó là cái quy luật trong cuộc sống thôi. À, vậy thì chúng ta cần phải có tư duy ngắn hạn và tư duy dài hạn. Cái hạn ngắn hạn các bạn là gì? Cái hạn dài hạn là gì? Hãy làm ngay đi các bạn. Vẽ ra cái gì các bạn không biết thì các bạn inbox cho mình, các bạn liên hệ với mình qua YouTube, qua Facebook, mình sẽ từ từ mà hướng dẫn các bạn tiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.